Nhận thấy nhiều bị cáo trong vụ án địa ốc Alibaba không có luật sư bảo vệ, lo sợ họ sẽ gặp bất lợi, hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm sau nửa ngày xử án. Phiên phúc thẩm diễn ra vào sáng 27 tháng 3, được Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở để xem xét kháng cáo kêu oan của Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch công ty cổ phần địa ốc Alibaba và vợ là Võ Thị Thanh Mai và các đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền. Các bị cáo hầu hết đều xin giảm nhẹ hình phạt. Bên cạnh đó cũng có gần 100 bị hại có đơn kháng cáo xin xem xét lại tiền bồi thường. Với số lượng bị cáo và lượng người xét xử khá lớn, nên tòa chỉ cho phép những người có giấy mời, giấy triệu tập mới được vào phòng xử. Tuy nhiên, sau khi tiến hành các bước thủ tục, hội đồng xét xử cho biết có rất nhiều luật sư không có mặt. Điển hình, bào chữa cho bị cáo Luyện có 6 luật sư, song 3 người vắng mặt. Chưa kể các luật sư bào chữa cho các bị cáo khác cũng xin vắng. Do đó, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi kháng cáo cho các bị cáo và bị hại. Phiên xét xử sẽ được mở lại từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5. Trước đó, trong phiên xử sơ thẩm hồi tháng 12 năm 2022, Nguyễn Thái Luyện đã nhận án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các bị cáo là đồng phạm của Luyện cũng chịu án phạt từ 10 đến 19 năm tù về cùng tội danh trên. Trong khi đó, vợ Luyện là Võ Thị Thanh Mai bị phạt mức án 30 năm tù, Nguyễn Thái Lực 27 năm về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.